Sau đây mình hướng dẫn các bạn sửa cái mic thoại khi mình gọi video, nghe bên người nghe người ta nghe nhỏ lắm. Hôm nay mình thử tháo ra xem nó bị làm sao. Khi mình gọi đằng trước thì cái mic ở đây nó sẽ thu, mà khi mình gọi đằng sau quay đằng sau mic bên này nó thu. Ở đây nó cũng có cái mic này. Giờ mình tiến hành tắt nguồn đi. Tháo. Đây, sau khi quá trình tháo ra đây bạn, đây là cái mic của nó này. Đây các bạn nhìn này, trong cái quá trình mình sử dụng lâu ngày ấy, thì cái chỗ cái loa này này, cái loa mà để mình nói, để nó thu vào cái mic ấy, nó dơ lắm, mình vệ sinh nó đi. Các bạn lấy cồn hoặc là xăng thơm gì đấy, bạn lấy bông này lau chùi đi cho nó sạch. Mình không lau chùi cái này ấy, thì nó tịt đấy, nó không có, khi mình nói nó không có dô được. Mình lau sạch đi cả trong cả ngoài. Đây các bạn thấy mình lau sạch này, nó đen này. Mình vệ sinh luôn cái loa này cho nó sạch.
đợi cho nó khô đi, mình lắp lại xem, mình test cho các bạn xem. Trình mình vệ sinh đã xong rồi, mình vừa mới lắp lại này. Để các bạn lắp socket màn hình lại này. Xong rồi đóng nắp lại. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn sửa cái mic gọi video bị nhỏ ấy. Các bạn có thể sửa tại nhà được, khỏi phải mang ra ngoài quán. Dụng cụ này, tô vít này, xăng thơm với bông này, bạn vệ sinh xong rồi. Trong quá trình mình dùng nó bụi bặm nhiều quá thì nó bị tịt cái lỗ này, thì mình nói như thế này nó không nghe được. Vậy các bạn cứ tháo ra để vệ sinh, vệ xiết sạch sẽ đi thì lắp lại là gọi sẽ là ok. Rồi, chúc bạn thành công.